Thuyền chào mừng quý vị đã đến với bản tin cuối tuần 24/7 trên kênh truyền hình FBNC. Trước khi đi vào những thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua các nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Sẽ giảm hạn mức rút tiền qua ATM vào đêm khuya. Giá thực phẩm đẩy CPI tháng 8 tăng trở lại. Cục chăn nuôi cảnh báo giá lợn hơi vượt ngưỡng tăng ảo. Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam đạt 8,18% trong 8 tháng đầu năm. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Thị trường tiền tệ tín dụng trong những tháng gần đây chịu nhiều sức ép từ tỷ giá và lãi suất của thế giới, song vẫn giữ được sự ổn định và đạt mức tăng trưởng hợp lý. Trong 8 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng tín dụng ước tính theo cập nhật của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia là 11,5%. Mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất và gần nhất theo cùng kỳ tháng 8 và 8 tháng đầu năm được ghi nhận ở năm 2014, khi con số ghi nhận chỉ tăng 5,82% so với cuối năm 2013. Với kết quả trên, tăng trưởng tín dụng tháng 8 năm 2018 tiếp tục thể hiện nhịp thấp với tốc độ khá đều qua các tháng từ đầu năm đến nay. Còn ở định hướng chung, với chỉ thị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành, nửa cuối năm 2018 sẽ không tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho hầu hết các ngân hàng thương mại. Cũng liên quan đến tình hình tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng thay đổi linh hoạt, giảm hạn mức rút tiền tại máy ATM và đêm khuya nhằm giảm rủi ro cho khách hàng và ngân hàng. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm hạn mức rút tiền từ khoảng thời gian 23 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động thanh toán thẻ và triển khai đầy đủ các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Các ngân hàng thương mại cần xây dựng phương án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, kịp thời xử lý và khắc phục nhanh nhất các rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ, tránh để xảy ra tình trạng khách hàng khiếu nại kéo dài. Động thái cảnh báo và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước được đưa ra sau khi xảy ra nhiều vụ việc khách hàng bị cướp tiền khi rút tiền qua ATM vào đêm khuya. Thậm chí một số trường hợp lợi dụng đêm khuya vắng, kẻ gian cướp phá các cây ATM để lấy tiền. Sau những thông tin về tình hình tài chính ngân hàng thì chúng ta cùng chuyển đến những thông tin về thị trường hàng hóa, nông nghiệp thưa quý vị. Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu về chỉ số giá tiêu dùng CPI. Theo đó thì giá thực phẩm đã đẩy CPI tháng 8 tăng 0,45% so với tháng trước, kéo CPI bình quân 8 tháng đầu năm 2018 tăng 3,52% so với cùng kỳ của năm 2017. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tính CPI tháng 8 năm 2018, có tới 10 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng cao nhất hơn 0,8%, chủ yếu do nhóm thực phẩm tăng hơn 1,12%. Tiếp theo là nhóm giáo dục có mức tăng 0,46%, do trong tháng có 14 địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí theo nghị định của chính phủ. Xếp thứ 3 là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,44%. Bưu chính viễn thông là nhóm duy nhất có mức giá giảm 0,07% so với tháng 7 năm 2018. Cũng theo Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 8 năm 2018 tăng 1,54% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng đầu năm 2018 tăng 1,38% so với cùng kỳ năm 2017. Trước tình hình giá thịt lợn đang tăng thời gian vừa qua, thì theo Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mức giá lợn hiện nay dao động từ 50.000 đồng đến 52.000 đồng một ký, có lợi cho người chăn nuôi, còn người tiêu dùng thì vẫn chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu giá lợn bị đẩy lên mức trên 55.000 đồng một ký thì đây là mức tăng ảo cần được cảnh báo. Cục Chăn nuôi cho biết sau hơn một năm giá lợn thấp, người chăn nuôi thua thiệt lớn thì đến tháng 4 năm 2018, giá lợn mới có dấu hiệu hồi phục và tăng dần lên. Hiện nay giá lợn ở mức là 50-52.000 đồng một kg. Mức giá này có thể coi là tốt, có lợi cho người chăn nuôi. Bởi đây là cơ hội để họ có thể lấy lại thua thiệt sau một năm, có điều kiện tích lũy, tái đầu tư cho chu kỳ sản xuất sau. Và với mức giá này, người tiêu dùng vẫn chấp nhận được vì một năm qua đã được ăn thịt giá rẻ. Do đó, năm nay người tiêu dùng có thể chấp nhận sử dụng giá cao hơn một chút để hỗ trợ người chăn nuôi. Mặt khác, giá tăng cũng kích thích doanh nghiệp, các nhà đầu tư tăng cường đầu tư vào chăn nuôi. Tuy nhiên, Cục Chăn nuôi cảnh báo nếu đẩy giá lợn tăng lên mức 55.000 đồng một kg là tăng ảo không tốt, ảnh hưởng lớn đến chính sách ngành hàng thịt lợn. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, thời gian gần đây trên các phương tiện truyền thông của Romania đã có những thông tin sai lệch về ngành cá tra Việt Nam, thậm chí còn khuyến nghị người dân không ăn và tẩy chay cá tra và cả những nhà hàng đưa món cá này vào thực đơn. Điều này đã gây bất lợi cho hoạt động xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, hiện có trên 10 thị trường xuất hiện thông tin mang tính bôi nhọ một chiều, thông tin không chính xác về cá tra Việt Nam.
Thông tin bôi nhọ không chỉ ảnh hưởng tới một mặt hàng và ở một thị trường mà còn ảnh hưởng tới uy tín của ngành thủy sản Việt Nam ở nhiều nước khác. Một số công ty xuất khẩu cho rằng đây là hình thức cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp nước ngoài nhằm bảo vệ sản xuất trong nước. Cụ thể, cá tra Việt Nam đang cạnh tranh mạnh mẽ nhờ giá rẻ, chất lượng, dinh dưỡng cao khiến ngành nuôi trồng, chế biến cá thịt trắng ở các nước châu Âu gặp khó khăn. Vì vậy, không loại trừ khả năng đây là những chiến dịch truyền thông chơi xấu nhằm hạ uy tín cá tra Việt Nam. Để bảo vệ hàng trong nước trước việc bị bôi nhọ, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đã kiến nghị trực tiếp đến các cơ quan truyền thông, yêu cầu đính chính thông tin, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình chế biến và xuất khẩu cá tra Việt Nam cho các đối tác châu Âu. Sau đó, nhờ các tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, bảo vệ môi trường lên tiếng. Theo một thông tin không mấy tích cực về tình hình nông nghiệp Việt Nam, thưa quý vị, Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương cho biết giá cà phê trong tháng 8 trên thị trường toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013. Nguyên nhân là do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính Thổ Nhĩ Kỳ đến các thị trường mới nổi. Cục Xuất nhập khẩu cho biết trong 15 ngày đầu tiên của tháng 8, xuất khẩu cà phê tăng mạnh. Còn theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê đạt hơn 71.000 tấn, trị giá hơn 130 triệu đô la Mỹ, tăng gần 60% về lượng và tăng 21,7% về trị giá. Lũy kế trong gần 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê đạt hơn 1,2 triệu tấn, trị giá gần 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,4% về lượng nhưng giảm 3,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Cũng trong 15 ngày đầu tháng 8, giá trị xuất khẩu bình quân các mặt hàng cà phê là hơn 1.800 đô la Mỹ một tấn, giảm 2,8% so với 15 ngày đầu tháng 7 và giảm 23,9% so với 15 ngày đầu tháng 8. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 8, giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt hơn 1.900 đô la Mỹ một tấn, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2017. Dự báo trong những tháng còn lại của năm 2018, giá cà phê vẫn sẽ duy trì ở mức thấp. Tổng thư ký Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, ông Nguyễn Viết Vinh cho biết, các tổ chức thế giới đánh giá cao chất lượng cà phê Việt Nam, không xảy ra tình trạng trả hàng. Thế nhưng các doanh nghiệp vẫn phải lưu ý những cảnh báo của các thị trường nhập khẩu, có sự chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước để có thể có những cảnh báo, đặc biệt là dư lượng hóa chất. Xin được chuyển sang những thông tin về tình hình giao thông Việt Nam. Theo thông báo mới nhất, thì kể từ ngày 2 tháng 9 năm 2018, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ mở lại nhiều tuyến phụ để phục vụ việc đi lại của người dân. Từ ngày 2 tháng 9 năm 2018, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy lại thường xuyên và hàng ngày các đôi tàu gồm tuyến Long Biên - Quán Triều, tuyến Long Biên - Đồng Đăng và tuyến Yên Viên - Hạ Long. Cụ thể, tàu QT1, QT2 tuyến Long Biên, Quán Triều, giá vé dao động từ 15.000 đồng đến 55.000 đồng tùy cung chặng. Tàu DD5, DD6 tuyến Long Biên, Đồng Đăng, giá vé dao động từ 15.000 đồng đến 89.000 đồng tùy cung chặng. Tàu 51501, 51502 tuyến Yên Viên, Hạ Long, giá vé dao động từ 20.000 đồng đến 80.000 đồng tùy cung chặng. Đặc biệt, hành khách mua vé khứ hồi các đoàn tàu này sẽ được giảm 10% giá vé cho cả hai chiều. Những năm qua thì tình trạng các phương tiện vận tải hàng hóa chở hàng quá tải gây mất an toàn giao thông cũng như ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ diễn ra vô cùng phức tạp. Do đó để hạn chế tình trạng này thì lực lượng chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành kế hoạch kiểm tra tải trọng xe ô tô tại các cảng trên địa bàn của thành phố. Tại cảng VICT quận 7, ngay cổng ra vào cảng, các phương tiện được yêu cầu phải đi qua cân tự động. Từ đó, các số liệu về cân nặng sẽ được cập nhật vào hệ thống phần mềm có sẵn. Thông qua hệ thống phần mềm quản lý, hạn chế yếu tố con người và ngăn ngừa các hành vi tiêu cực. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của xe quá tải vẫn còn diễn ra nhiều. Theo kế hoạch, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát tại các cảng lớn như cảng Cát Lái, cảng container quốc tế SPITC, cảng Đông Thuận và cảng Bến Nghé, đảm bảo tất cả các phương tiện vận tải khi giao, nhận hàng hóa đều phải được kiểm tra và chỉ được ra vào cảng khi đảm bảo tải trọng. Các phương tiện vận tải chở hàng hóa quá tải được coi là nguyên nhân chính gây mất an toàn giao thông và làm xuống cấp hạ tầng giao thông. Do đó, việc kiểm soát tải trọng ngay từ khi các phương tiện giao, nhận hàng hóa tại cảng, nếu nghiêm ngặt ngay từ đầu, sẽ từng bước nâng cao nhận thức của đơn vị vận chuyển, góp phần giải quyết hiệu quả thực trạng trên. Thưa quý vị, xe máy điện, xe đạp điện đang phát triển chóng mặt, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Với kiểu dáng nhỏ gọn và tiện lợi khi sử dụng không cần bằng lái, nên được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em mình đến trường. Tuy nhiên, thì với sự hiểu biết về luật giao thông đường bộ còn hạn chế, nhiều học sinh đã điều khiển xe điện lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm cho chính tính mạng của mình và cho cả những người xung quanh. Chúng ta vừa đến phần đầu tiên của bản tin 24/7 trên kênh FBNC. Ở phần tiếp theo là các thông tin đáng chú ý như sau. Chuẩn bị cho Brexit, Anh đầu tư 5,1 tỷ đô la Mỹ vào châu Phi. Iran kêu gọi tòa án quốc tế buộc Mỹ hủy lệnh cấm vận.
Xin mời quý vị đến với phần tiếp theo của bản tin 24/7 với các thông tin thế giới đáng chú ý như sau. Mở đầu cho chuỗi tin tức thế giới sẽ là những thông tin về Brexit. Thưa quý vị, với cam kết đầu tư 4 tỷ bảng Anh tương đương với 5,1 tỷ đô la Mỹ vào châu Phi, thì Thủ tướng Anh Theresa May đã tuyên bố đến năm 2022, nước này sẽ qua mặt Mỹ để trở thành nhà đầu tư lớn nhất của nhóm G7 và châu lục đông dân thứ hai trên thế giới. Tăng cường hợp tác với châu Phi là một bước đi quan trọng của Anh, chuẩn bị cho việc chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu vào năm sau. Trong bài phát biểu tại thủ đô Cape Town của Nam Phi vào ngày 28 tháng 8, Thủ tướng Theresa May cam kết sẽ giữ nguyên mức viện trợ dành cho các nước châu Phi là 0,7% trên tổng sản phẩm quốc nội. Anh là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi. Năm ngoái kim ngạch xuất khẩu của chúng tôi vào thị trường này đạt 9 tỷ bảng Anh. Chúng tôi đang trong quá trình rời khỏi Liên minh châu Âu, cho nên chúng tôi muốn tăng cường giao thương với khu vực này. Hiện tại thì doanh nghiệp Anh đã đầu tư 55 tỷ đô la Mỹ vào các nước châu Phi, con số này ít hơn tổng giá trị đầu tư của Mỹ vào thị trường này. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng đang là đối thủ cạnh tranh của Mỹ và Anh tại thị trường tiềm năng này. Tháp tùng Thủ tướng May có 28 doanh nghiệp lớn của nước này trên các lĩnh vực tài chính, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ chuyên nghiệp như các giám đốc điều hành của thị trường chứng khoán London và ngân hàng Standard Chartered. Chuyển sang những tin tức về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA. Thưa quý vị, Mỹ và Mexico đã đồng ý về các điều khoản trong NAFTA, tạo thêm áp lực cho Canada trong việc đồng ý các điều khoản liên quan đến ngành công nghiệp ô tô và những phần khác trong Hiệp định Thương mại Tự do ba bên này. Ngày 27 tháng 8, ngay sau khi đàm phán thành công, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận này nên được gọi là thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico, đồng thời muốn loại bỏ cái tên NAFTA. Trong khi dọa áp thuế cao lên xe hơi nhập khẩu từ Canada nếu không đạt được thỏa thuận ba bên, ông Trump và Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto cho biết sẽ tiếp tục đàm phán với nước này. Kết quả đàm phán này có ý nghĩa rất đặc biệt với các nhà sản xuất, nông dân và cả người lao động của hai nước. Thỏa thuận này rất công bằng và chúng tôi rất hào hứng về điều này. Tôi muốn gọi đây là thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico, một cái tên rất hay. Tôi nghĩ cái tên NAFTA không có ý nghĩa gì tốt cho nước Mỹ. Nó là một gói thương mại với những điều khoản thật kinh khủng cho chúng tôi. Ông Trump viết trên tài khoản Twitter cá nhân rằng một thỏa thuận với Mexico có vẻ tốt, song cũng muốn Canada sẽ tái gia nhập vào các cuộc đàm phán. Canada đã đứng bên ngoài đàm phán thương mại trong thời gian gần đây, trong khi Mỹ cố gắng tiến tới thỏa thuận với Mexico trước tiên. Thưa quý vị, trước lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ bất ổn khu vực gia tăng khủng bố và tị nạn tại quốc gia này. Bên cạnh đó thì thể hiện mong muốn tăng cường mối quan hệ với châu Âu để đối phó với Mỹ. Trong một cuộc gặp với người đồng cấp của Pháp Bruno Le Maire, Bộ trưởng Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Berat Albayrak chỉ trích quyết định trừng phạt của Mỹ và tuyên bố Ankara sẽ thúc đẩy mối quan hệ với châu Âu để đối phó với Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra cứng rắn với Mỹ sau khi nước này từ chối trả tự do cho linh mục người Mỹ. Khủng hoảng ngoại giao giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ làm cho đồng lira mất giá khoảng 40% kể từ đầu năm nay. Hành động của Mỹ không những làm bất ổn nền tài chính toàn cầu, mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của khu vực, cũng như làm ảnh hưởng đến các nền kinh tế mới nổi. Hành động chống lại đồng minh của mình sẽ làm các nước đồng minh khác của Mỹ quay lưng với nước này. Ông Albayrak cho biết Thổ Nhĩ Kỳ muốn thắt chặt mối quan hệ với châu Âu, tinh thần hữu nghị với các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp, rất có ý nghĩa với Ankara trong lúc này. Cũng liên quan đến lệnh trừng phạt của Mỹ, vừa qua tòa án công lý quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan đã mở phiên tòa đầu tiên theo đơn kiện của chính phủ Iran. Các luật sư Iran yêu cầu tòa ra phán quyết buộc Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của chính quyền Washington. Tehran cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế vốn dĩ đã yếu kém của nước này, vi phạm những điều khoản của Hiệp ước Hữu nghị 1955 giữa hai nước. Vào hôm ngày 28 tháng 8 thì Mỹ sẽ có phản biện chính thức, dù chưa đưa ra tuyên bố, song các luật sư Mỹ cho rằng tòa án này không có thẩm quyền trong vấn đề. Các luật sư cũng lập luận, hiệp ước hữu nghị không còn giá trị, do đó các biện pháp trừng phạt mà Mỹ đưa ra hoàn toàn không vi phạm. Thưa quý vị, trước những rắc rối liên quan đến pháp lý trong thời gian gần đây thì Tổng thống Mỹ ông Donald Trump vừa tố cáo công cụ tìm kiếm Google và mạng xã hội Twitter, Facebook đã cổ suý cho các bài vở tin tức tiêu cực với ông, trong khi đó lại không cung cấp bằng chứng và che đi những bài viết công bằng. Google phủ nhận cáo buộc của ông Trump về chuyện thiên vị chính trị, còn Facebook và Twitter từ chối bình luận, nhưng trong các lần điều trần trước Quốc hội, cả hai công ty này đều khẳng định không có dính líu tới chuyện kiểm duyệt nội dung theo phe phái. Phát biểu tại một cuộc họp tại bộ phòng bầu dục, ông chủ Nhà Trắng tố cáo Google đang lợi dụng rất nhiều người. Google đang lợi dụng rất nhiều người. Tôi nghĩ đây là một tội rất nặng. Nếu bạn nhìn vào những gì đang xảy ra với Twitter, nếu bạn nhìn vào những gì đang xảy ra với Facebook, họ nên cẩn thận hơn vì họ không thể làm điều đó với mọi người. Cố vấn kinh tế của ông Trump là Larry Kudlow cho biết chính phủ Mỹ đang theo dõi hoạt động của Google và sẽ tiến hành điều tra cùng với phân tích.
Không chỉ mạng xã hội, ông Trump cũng đã có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với báo giới Mỹ. Đầu tháng 8, thì hơn 300 tờ báo Mỹ đã đăng bài xã luận để bảo vệ tự do báo chí, phản đối việc ông gọi một số tổ chức truyền thông là kẻ thù của nhân dân Mỹ. Còn tại Venezuela, thì nhằm đối phó với tình hình lạm phát được dự báo lên mức 1% trong năm nay, thì Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chuẩn bị cho phép Ngân hàng Trung ương nước này phát hành vàng miếng. Trên đài truyền hình quốc gia, ông Maduro giới thiệu đến người dân loại vàng miếng sẽ được bán ra thị trường trong vài ngày tới. Trước tình hình lạm phát nghiêm trọng, người dân nước này không còn kênh đầu tư nào an toàn. Chính phủ nước này hy vọng việc phát hành vàng miếng có thể giúp nhân dân bảo quản tài sản tốt. Venezuela khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân trữ vàng miếng khi lương cơ bản sẽ được nâng lên trong tháng 9 tới đây. Người dân Venezuela sẽ có thể tích trữ tài sản bằng việc nắm giữ vàng, vì vàng có thể giữ nguyên giá trị của nó theo thời gian. Chúng tôi phát hành hai loại vàng miếng, loại 1,5 gram và loại 2,5 gram. Từng là cường quốc giàu có nhất khu vực Mỹ Latin với những khoản tiền mặt nhiều tưởng như vô tận, nhưng đến nay khủng hoảng, lạm phát từng ngày tàn phá Venezuela. Đất nước 28 triệu dân này được biết đến như một mỏ dầu khủng bậc nhất thế giới. Cuối năm 2009, Venezuela chính thức trở thành quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ thứ hai thế giới với sản lượng khai thác đạt 211 tỷ thùng, chỉ sau Ả Rập Saudi. Còn tại đất nước Myanmar thì có lẽ đã phải trải qua một tuần căng thẳng khi sự cố vỡ đập thủy lợi Swa ở Myanmar đã làm cho ít nhất 12.000 hộ gia đình với 54.000 người phải sơ tán tới những địa điểm an toàn. Sự cố vỡ đập gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều cộng đồng dân cư dọc theo tuyến đường cao tốc nối thành phố Yangon, Mandalay và thủ đô Naypyidaw của Myanmar. Đập thủy lợi Swa nằm trên thị trấn cùng tên bị vỡ, đưa nước lũ nhấn chìm nhiều thị trấn và làng mạc gần đó. Nỗ lực cứu hộ và sơ tán người dân vẫn diễn ra hết sức khẩn trương, chưa có báo cáo thương vong liên quan đến sự cố này. Theo Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Myanmar, con đập kể trên được xây dựng vào năm 2004, lưu trữ lượng nước tưới tiêu cho hơn 20.000 mẫu đất canh tác. Xin được chuyển sang thị trường chứng khoán. Chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều trong tuần vừa qua, các cổ phiếu vốn hóa lớn không đủ mạnh để hỗ trợ cho thị trường. Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày đầu tuần. Thị trường được hỗ trợ nhờ thông tin về Ngân hàng Trung ương Trung Quốc BBOC cho biết sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc bình ổn đồng nhân dân tệ. Giá xanh tiếp tục được duy trì trên các sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày thứ ba. Chỉ số copy của Hàn Quốc tăng điểm với sự dẫn dắt của các cổ phiếu vốn hóa lớn, bao gồm Samsung Electronics. Thị trường diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch thứ tư do thiếu thông tin hỗ trợ tốt. Các chỉ số chứng khoán trên sàn Trung Quốc đồng loạt mất điểm khi mà các cổ phiếu blue chips đều rơi vào tình trạng giảm giá. Về cuối tuần, thị trường tiếp tục xu thế giằng co. Thông tin mang tính tích cực trong tuần đến từ việc thỏa thuận thương mại đạt được giữa Mỹ và Mexico đã giúp cho tâm lý của nhà đầu tư bớt lo ngại. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn là vấn đề đáng lưu ý trong thời gian tới. Trong khi đó, thì chứng khoán châu Âu liên tục biến động trong tuần. Các thông tin về chỉ tiêu kinh tế của khu vực thiếu tích cực đã tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư. Chứng khoán châu Âu tăng điểm khá tốt trong phiên giao dịch ngày đầu tuần. Các cổ phiếu blue chips đồng loạt tăng mạnh đã hỗ trợ tích cực cho toàn thị trường. Các chỉ số nhanh chóng trở lại trạng thái giằng co trong phiên giao dịch ngày thứ ba. Tuy vậy, chỉ số FTSE 100 lại tăng điểm nhờ lực đẩy của các cổ phiếu khai khoáng. Theo đó, nhiều chuyên gia đã nâng triển vọng của nhóm ngành này trong thời gian tới. Tuy vậy, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lo ngại sau thông tin việc chính phủ Ý cho biết thâm hụt ngân sách của nước này có thể sẽ vượt giới hạn 3% GDP do Liên minh châu Âu EU đề ra. Ngoài ra, thị trường cũng lưu ý đến việc chính phủ Anh đang tiến tới thỏa thuận thương mại với Mỹ giữa bối cảnh thời điểm rời khỏi EU cận kề. Bước vào phiên cuối tuần, thị trường chứng khoán liên tục biến động. Một thông tin gần đây cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư tại khu vực này đã sụt giảm trong tháng 8 vừa qua. Còn chứng khoán Phố Wall thì rung lắc mạnh về những phiên cuối tuần. Tuy vậy thì chỉ số S&P 500 tiếp tục ghi nhận đỉnh cao kỷ lục mới. Ngay từ đầu phiên, chỉ số Standard & Poor's 500 đã tiếp tục đạt được mức kỷ lục cao mới. Nhóm tài chính và nguyên vật liệu đã góp phần chủ chốt vào đà tăng này. Bên cạnh đó thì chỉ số Nasdaq cũng có phiên đầu vượt ngưỡng 8.000 điểm với sự hỗ trợ đến từ các cổ phiếu công nghệ như là Facebook, Amazon hay là Netflix. Thông tin về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Mexico đã giúp cho tâm lý của nhà đầu tư trở nên tích cực hơn. Ngoài ra, theo một thống kê gần đây, niềm tin người tiêu dùng trong tháng 8 tại Mỹ đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2000 cho đến nay, cũng là thông tin góp phần hỗ trợ thị trường. Ở những phiên cuối tuần, các chỉ số chứng khoán rung lắc khá mạnh. Nhà đầu tư đang tập trung vào những diễn biến gần đây về quan hệ thương mại giữa Mỹ và các quốc gia trong khối Bắc Mỹ. Nhiều chuyên gia đang kỳ vọng thỏa thuận thương mại mới sẽ làm hạ nhiệt vấn đề bảo hộ thương mại toàn cầu, vốn đã khiến cho thị trường tài chính bất ổn trong suốt thời gian qua. Và trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các tin tức trong nước đáng chú ý.
đề xuất liên thông bảo hiểm xã hội cho lao động di cư tại 5 nước ASEAN. Trước thềm Trung thu, người bán bánh lo ngại một mùa vắng khách. Quý vị vẫn đang tiếp tục quay trở lại với bản tin cuối tuần 24/7. Thưa quý vị, để đảm bảo an sinh cho người lao động di cư thì tại hội nghị quan chức cấp cao về hợp tác lao động Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam lần thứ tư thì các quan chức đã đề xuất cần có sự liên thông bảo hiểm xã hội giữa năm nước. Với đặc điểm địa lý chung đường biên giới, sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế giữa năm nước đã thúc đẩy người dân tại các tỉnh dọc biên giới không ngừng di cư sang quốc gia lân cận tìm kiếm việc làm, trong đó đa phần là lao động phổ thông. Ước tính có hơn 76.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại các quốc gia này, trong đó khoảng hơn 50.000 người Việt đang làm việc tại Thái Lan, 20.000 người làm việc tại Lào, 6.000 người làm việc tại Campuchia. Còn tại Việt Nam, lao động nhập cư từ 4 nước còn lại là hơn 1.000 người. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có dự thảo về thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Kiến nghị của Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam trong sách trắng năm 2018 cho rằng Việt Nam chưa ký kết bất cứ hiệp định song phương nào với các quốc gia khác liên quan đến việc thừa nhận đóng bảo hiểm xã hội. Nếu không có những hiệp định song phương này, người lao động nước ngoài tại Việt Nam có thể bị đánh thuế bảo hiểm xã hội hai lần. Theo một thông tin đáng chú ý cho người lao động, thực vị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề xuất sẽ kéo dài thời hạn áp dụng quy định ký quỹ 100 triệu đồng với lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc đến hết tháng 8 của năm 2020. Tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2018, đã có hơn 26.000 người lao động thực hiện ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc với tổng số tiền là 2.605 tỷ đồng. Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 8 năm 2018 vừa qua, việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EBS đã chính thức kết thúc. Trong khi đó, từ tháng 9 năm 2018 đến hết năm 2020, sẽ có 10.462 lao động hết hạn hợp đồng 4 năm 10 tháng phải về nước, chiếm 45,4% số lao động ký quỹ. Vì vậy, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kiến nghị kéo dài thêm thời gian thực hiện thí điểm thêm 2 năm, đến ngày 21 tháng 8 năm 2020, để có thêm thời gian và thông tin, số liệu về việc ký quỹ của người lao động để đánh giá đúng, đầy đủ hiệu quả của chính sách này. Việc ký quỹ nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của người lao động khi tham gia chương trình, tránh tình trạng lao động bỏ hợp đồng hoặc hết hạn hợp đồng không về nước, ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Cũng liên quan đến vấn đề người lao động làm việc tại Hàn Quốc, thưa quý vị, sau thông tin gần 1.300 lao động Hà Tĩnh đang cư trú và làm việc bất hợp pháp trên đất nước Hàn Quốc đăng tải thời gian qua, thì hiện chính phủ nước này đã quyết định ngừng tuyển dụng lao động đối với 7 huyện của Hà Tĩnh theo chương trình ESP. Suốt hơn 3 năm nay, những người dân ở xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động theo chương trình ESP tại Hàn Quốc đều không thể đăng ký tham gia. Bởi những năm qua, chính phủ Hàn Quốc đã liệt lao động Nghi Xuân vào danh sách cấm sang xứ sở Kim Chi làm việc vì có quá nhiều lao động bỏ trốn. Theo thống kê, hiện có khoảng 1.300 lao động Hà Tĩnh đang sống chui, làm chui tại Hàn Quốc. Chính quyền sở tại đã có nhiều biện pháp thắt chặt, trong đó lao động Hà Tĩnh luôn bị đưa vào diện cần phải cân nhắc khi triển khai các chương trình hợp tác lao động. Bản thân những người có đầy đủ thủ tục như những du học sinh cũng gặp rất nhiều hệ lụy khi tìm kiếm việc làm thêm tại đất nước này. Mỗi năm, người lao động ở Hàn Quốc gửi về nước trên 700 triệu đô la Mỹ. Như vậy, nếu thị trường lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc bị tạm ngưng, sẽ thiệt thòi rất lớn cho những người lao động hợp pháp và những người chờ xuất cảnh. Chuyển sang những thông tin về thị trường Trung thu. Thưa quý vị, dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng thị trường bánh Trung thu đã được khởi động từ sớm. Sản phẩm bánh Trung thu năm nay tiếp tục được cải tiến đa dạng về mẫu mã và chủng loại từ bình dân cho đến cao cấp để người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, ghi nhận ở thời điểm hiện tại thì nhu cầu của người dân đối với việc mua sắm bánh Trung thu còn khá thấp. Điều này đã khiến không ít người kinh doanh bánh lo ngại một mùa Trung thu vắng khách. Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nhắc tới dòng bánh Trung thu truyền thống, phần lớn người tiêu dùng Hà Nội vẫn lựa chọn mua ở những thương hiệu lâu đời. Nguyên nhân được chia sẻ là do thói quen và do sự tin tưởng về chất lượng ở các thương hiệu này. Một năm thì mình nhà mình ăn được khoảng độ 1, 2, 3, 4, khoảng 4 hộp này. Mình cũng đã từng ăn rất là nhiều, bánh cũng khá là đắt tiền, thậm chí là khoảng 1 triệu đổ lại là sẽ có. Tuy nhiên là cá nhân mình thấy là nó cũng không ngon hơn những cái bánh như thế này là nhiều lắm. Nên là ăn cho biết thôi. Mặc dù nhận được nhiều sự quan tâm và tin tưởng của các khách hàng vào mỗi dịp Trung thu, tuy nhiên nhiều chủ cửa hàng bánh Trung thu truyền thống vẫn đang rất lo lắng rằng thị trường năm nay sẽ bão hòa.
Bên cạnh đó, có phần e ngại về sự xuất hiện của nhiều loại bánh lạ trên thị trường hiện nay. Chính vì vậy mà nhiều chủ cửa hàng bánh trung thu truyền thống đã quyết định giảm số lượng bánh trong mùa trung thu năm nay. Theo ghi nhận của phóng viên, nếu như mọi năm vào thời điểm này khách phải xếp hàng để đợi mua bánh trung thu, thì thực tế năm nay lại theo chiều hướng ngược lại, hầu hết các cơ sở đều vắng khách. Nhận thấy là năm nay là bán chậm hơn mọi năm. Mọi năm là phải xếp hàng mới mua được bánh, còn năm nay là không ai phải xếp hàng. Vì tôi nghe nói là trên thị trường nó cũng nhiều bánh lạ, cho nên là nó cũng loãng mức khách đi. Bên cạnh dòng bánh truyền thống được người dân Hà Nội ưa chuộng, thì hiện nay nhiều gian hàng bánh trung thu của các thương hiệu bánh lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị, Thu Hương cũng đã được mở trên các vỉa hè, tuyến phố với đa dạng mẫu mã. Theo khảo sát, giá bánh năm nay tăng khoảng 5% so với năm ngoái. Giá bánh truyền thống dao động tầm 200.000 đồng đến 300.000 đồng một hộp. Còn đối với bánh kèm những hộp quà sang trọng, giá thành có thể dao động từ 700.000 đồng đến hơn 3 triệu đồng một hộp. Tuy nhiên, theo chia sẻ của chủ các cửa hàng, thời điểm này lượng khách hàng vẫn còn rất vắng. Tới thời điểm này thì khách hàng mua vẫn chưa đông bằng mọi năm ạ. Tầm khoảng vài ngày nữa thì lượng khách hàng sẽ đông hơn. Trong khi các thương hiệu bánh trung thu truyền thống trong nước đang vắng khách, thì trên các trang mạng xã hội lại đang xuất hiện rất nhiều tài khoản rao bán bánh trung thu nội địa Đài Loan tràn lan với giá vào khoảng 3.000 đồng một chiếc mini với nhiều hương vị. Trước thực trạng này, một câu hỏi đặt ra là liệu chất lượng bánh trung thu có thật sự đảm bảo hay không khi mà số tiền bỏ ra không đủ để mua nguyên liệu làm một chiếc bánh. Và giá như vậy sẽ là chênh lệch quá lớn đối với một chiếc bánh trung cấp, cao cấp được sản xuất từ các thương hiệu trong nước. Bên cạnh đó, nguồn gốc, xuất xứ của những chiếc bánh này vẫn còn là dấu hỏi lớn đối với người tiêu dùng. Vì vậy, người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, không nên ham rẻ, màu sắc bắt mắt, hấp dẫn mà không đảm bảo sức khỏe cho chính mình và gia đình. Khác hẳn với không khí ảm đạm của thị trường bánh trung thu, những ngày gần đây người dân làm đèn ông sao ở làng Báo Đáp, xã Hồng Quang của huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định thì lại đang tất bật hoàn thiện các sản phẩm để kịp giao cho khách. Và mỗi dịp trung thu, nơi đây đã cung cấp cho thị trường cả nước hàng triệu chiếc đèn ông sao. Về làng Báo Đáp vào những ngày này, không khí của mùa trung thu đã rộn ràng khắp các ngã nhỏ. Từ những cụ già tới các em nhỏ, ai nấy cũng đều tất bật với công việc làm đèn trung thu. Công việc này tuy không mấy vất vả nhưng mất rất nhiều công đoạn và thời gian. Làm cái đèn ông sao này nó cũng là nhiều công lắm. Bắt đầu chẻ lan, xong là vót lan, xong là buộc xong rồi bắt đầu với chống lên phớt để khô, để kéo rìềm xong bắt đầu với lại dán bắc hồ, rồi coi như vào phòng lửa là công đoạn cuối. Nếu mà tính là coi như công đoạn làm đèn là phải nhắc lên nhắc xuống nhiều lần lắm. Đèn ông sao được chia làm 3 loại, loại lớn có đường kính 50cm, loại vừa 40cm và loại nhỏ 30cm. Cả làng Báo Đáp có khoảng 1.000 hộ thì hơn nửa trong số đó làm nghề. Hàng năm làng nghề sản xuất ra khoảng 1,5 đến 2 triệu cây đèn bán khắp các miền Nam Bắc. Giá cả thì năm nay thì là nó hơn mọi năm là rất nhiều. Bởi vì là mọi năm thì nó chỉ tầm là đầu vụ thì nó chỉ tầm vào 2.700 một chiếc thôi, nhưng mà năm nay thì là 3.000 không đây, còn hiện tại như bây giờ thì nó vào là 5.000 là không có đây. Những nghề phụ truyền thống làm đèn ông sao nó có từ rất lâu rồi. Thế và hàng năm thì cái nghề này nó mang lại thu nhập tương đối lớn cho bà con nhân dân. Có những gia đình người ta sẽ thu nhập khoảng từ 100 đến 150 triệu trên cái vụ đấy. Khác hẳn với vô số các món đồ chơi trung thu ngoại nhập tràn ngập tại các cửa hàng, thì đồ chơi của làng nghề Báo Đáp thật sự có sắc thái riêng. Dù chỉ nhộn nhịp tất bật trong khoảng 2 tháng, dù phải đối mặt với sự cạnh tranh, nhưng sắc đỏ đèn lồng Báo Đáp vẫn rực rỡ lung linh như minh chứng cho sức sống trường tồn của làng nghề truyền thống này. Thực vị chưa năm nào việc mua đủ bộ sách giáo khoa đầu cấp lại khó như năm nay. Khi thời điểm năm học mới đã cận kề nhưng nhiều đồ sách vẫn thiếu, phụ huynh học sinh phải chật vật chạy khắp nơi để mua sách. Mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên chúng tôi. Dù đã đến nhà sách thứ 3 nhưng em Nguyễn Hà Anh Phương vẫn chưa mua được đủ bộ sách giáo khoa lớp 10 cho năm học mới. Và hành trình tìm kiếm sách giáo khoa của em vẫn phải tiếp tục. Đây là hiệu sách thứ 3 thì em được 23 quyển, trên tổng là 24. Em không tìm thấy sách tiếng Anh tập 2, bài tập vật lý ấy. Thì em thấy chỗ ở đây thì không có. Em đến 2 lần, đây lần thứ 2 thì cũng không thấy quyển nào.
Tình trạng khan hiếm đầu sách lớp 1, lớp 6 và lớp 10 không chỉ diễn ra ở Hà Nội mà còn thấy ở nhiều địa phương khác như thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Đà Nẵng. Vất vả lùng sục khắp các nhà sách để tìm mua đủ bộ, nhưng được quyển này thì thiếu quyển khác là bức xúc của rất nhiều phụ huynh. Rất là vất vả. Đi kiếm nhiều quá rồi mà không có luôn. Mấy chỗ là không có, mấy chỗ ở chỗ như bên Bà Đà Nẵng này cũng không có, sang đây không có. Sang đây mới kiếm tiếng Việt tường toán hết. Không chỉ các cửa hàng nhỏ lẻ mà việc thiếu sách còn xảy ra ở nhiều hiệu sách lớn, thậm chí là ngay tại những cơ sở là đơn vị cung ứng trực tiếp của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tại một số thời điểm có một số đầu sách của lớp 6, nó gần như là lượng mua nó tăng lên, thì có thể tại thời điểm đấy thì bọn em đang bị thiếu, nhưng bọn em sẽ luôn chuyển hàng về luôn. Bộ sách đó là bây giờ hả, là nó thiếu, có hỏi nhân viên mà nhân viên nói là đủ rồi, nhưng mà bây giờ về kiểm lại là không có những cái bộ đó. Làm ra bé nó thiếu, bây giờ đi kiếm thì chưa có. Trước đó, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định đã phát hành đủ và không tăng giá sách giáo khoa cho năm học mới. Cụ thể, nhà xuất bản này đã phát hành hơn 100 triệu bản sách giáo khoa, đạt 102% kế hoạch, bảo đảm cung ứng đầy đủ, ổn định thị trường sách giáo dục. Vậy vấn đề đặt ra là việc khan hiếm, thậm chí là có nơi cháy hàng sách giáo khoa là do đâu? Do thiếu cục bộ ở một vài nơi hay những cò bán sách đã găm hàng chờ tăng giá? Vâng, vậy nguyên nhân của tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu cấp này xuất phát từ đâu và cần giải pháp như thế nào mới có thể tháo gỡ vất vả cho các bậc phụ huynh? Để trả lời câu hỏi này thì phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tùng là Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, có thể nói là chưa có năm học nào mà phụ huynh lại vất vả tìm cho con được đầy đủ chọn bộ sách giáo khoa đầu cấp như năm nay, thậm chí là có người lại phải thông qua cò sách. Vậy thì Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đánh giá như thế nào về thực trạng này? Nguyên nhân là do đâu? Như quý khán giả biết là có một cái sự tăng đột biến cái số lượng học sinh, đặc biệt là học sinh ở các lớp đầu cấp và ở các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội, cho nên là nó đã dẫn đến cái hiện tượng thiếu sách giáo khoa tạm thời cục bộ ở một vài những điểm nhỏ. Cũng xin được nói thêm là cái việc thiếu này là nó thiếu một vài tên sách ở trong bộ sách giáo khoa. Nguyên nhân thứ hai là năm nay một vài công ty sách thiết bị trường học địa phương trước cái thông tin là có thể năm tới là thay sách giáo khoa mới, cho nên là họ đã đặt cái số lượng sách giáo khoa thấp hơn so với thực tế vì lo ngại là tồn sách giáo khoa. Là đơn vị duy nhất cung ứng sách giáo khoa trong cả nước thì Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ có những giải pháp khắc phục cái tình trạng này như thế nào? Thì Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau đây. Trước hết là chúng tôi nhanh chóng chủ động cung ứng bổ sung sách giáo khoa, nhất là các sách giáo khoa các lớp đầu cấp, lớp 1, lớp 6, lớp 10 tới các cái cửa hàng siêu thị sách. Giải pháp thứ hai là chúng tôi dự trữ một cái số lượng sách giáo khoa đáng kể cho các nhà sách, tại các cái siêu thị sách của các đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để sẵn sàng và kịp thời phục vụ cái nhu cầu sách giáo khoa phát sinh. Cái giải pháp thứ ba là chúng tôi tăng cường thành lập một số đoàn, nhiều đoàn kiểm tra giám sát cái việc phát hành sách giáo khoa ở các địa phương trong cả nước ấy, để phòng tránh cái trường hợp mà thiếu sách sốt sách. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng kính đề nghị các cái bậc phụ huynh, các em học sinh khi mà có nhu cầu tìm mua sách giáo khoa thì hãy đến các cái hệ thống cửa hàng siêu thị sách của các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì có thể tìm được sách. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông. Và đến đây xin mời quý vị tạm nghỉ trong ít phút. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại cùng các thông tin về thị trường bất động sản. Thành phố Hồ Chí Minh dùng trực thăng giám sát các công trình đang xây dựng. Hơn 300 nhà tái định cư ở Hà Nội không có người đến nhận. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin 24/7 trên kênh FBNC. Mở đầu cho những thông tin về thị trường bất động sản tuần qua thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan để giải quyết những vướng mắc xung quanh dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Động thái này được thành phố đưa ra nhằm đảm bảo dự án giải quyết do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, triển khai đúng quy định tiến độ vì đã bị ngưng thi công suốt 4 tháng qua. Đây là dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp và có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải quyết ngập cho thành phố.
Theo hợp đồng, thời gian thi công dự án trong 36 tháng, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2019. Tuy nhiên, hơn 4 tháng qua, công trình vẫn bất động. Hiện dự án đã thi công đạt 72% khối lượng. Tư vấn giám sát hợp đồng xác nhận giải ngân gần 3.500 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là hơn 3.200 tỷ đồng, tương đương 46,5%. Bên cạnh đó, thì Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lập kế hoạch rà soát, kiểm tra chất lượng trong công tác quản lý an toàn thi công tại 18 công trình đang xây dựng tại thành phố. Đặc biệt là đoàn kiểm tra công trình lần này sẽ sử dụng trực thăng để trực quan và kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật. Được kiểm tra lần này nằm trong kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng. Theo đó, Sở Xây dựng thành phố sẽ ghi nhận các ý kiến, đề xuất, vướng mắc, khó khăn trong việc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành để có giải pháp, kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trong quá trình kiểm tra, phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định. Đặc biệt, đoàn kiểm tra công trình sẽ dùng trực thăng để trực quan và kiểm kê các số liệu quan trắc, đo đạc, kiểm tra sự tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và hồ sơ quản lý chất lượng. Thời gian kiểm tra từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2018. Còn tại Hà Nội thì Sở Xây dựng Hà Nội cũng vừa công bố danh sách 372 hộ gia đình được mua nhà tái định cư tại thủ đô nhưng lại chưa liên hệ với ban quản lý các công trình nhà ở và công sở để ký hợp đồng mua bán nhà cũng như chưa nộp tiền và nhận nhà. Theo đó thì nếu những hộ dân có tên trong danh sách vẫn không liên hệ thì sở sẽ báo cáo và xử lý theo quy định. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày thông báo, những hộ dân có tên trong danh sách vẫn không liên hệ với ban quản lý để hoàn tất thủ tục mua nhà sẽ được tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định. Tình trạng nhà tái định cư xây dựng xong nhưng không có người đến nhận không phải mới xảy ra tại Hà Nội. Trước đó, công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội, Hanco 3 từng phải đề xuất thành phố cho phép phá bỏ toàn bộ 3 tòa nhà tái định cư tại Sài Đồng bởi xây dựng xong cách đây hơn 10 năm nhưng các hộ dân không đồng ý việc nhận tái định cư bằng căn hộ mà phải là đất nền. Vì thế cả 3 tòa nhà đều bị bỏ hoang từ khi xây dựng đến nay. Thưa quý vị, dù các chuyên gia đã liên tục cảnh báo về những rủi ro liên quan đến phân khúc bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, nhưng có vẻ không khiến phân khúc này chùn bước. Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất của Savills Việt Nam, thì thị trường tại Đà Nẵng sẽ đón hơn 1.400 phòng khách sạn từ 3 đến 5 sao gia nhập trong nửa cuối năm 2018. Báo cáo thị trường bất động sản mới nhất của Savills Việt Nam cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, đã có rất nhiều doanh nghiệp bất động sản rót tiền vào phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Hiện nay, thị trường Đà Nẵng đã có 109 khách sạn từ 3 đến 5 sao với khoảng 12.900 phòng cung ứng ra thị trường. Và theo đơn vị này dự báo, trong nửa cuối năm 2018, thị trường sẽ chào đón hơn 1.400 phòng khách sạn 3 đến 5 sao gia nhập. Riêng đối với căn hộ khách sạn Condotel, tổng nguồn cung đến từ 15 dự án, trong đó quận Ngũ Hành Sơn dẫn đầu nguồn cung với 57% thị phần. Các dự án mới và giai đoạn mở bán tiếp theo cung cấp khoảng 1.570 căn ra thị trường. Với tình trạng huy động vốn ngày càng trở nên khắt khe hơn cho các doanh nghiệp bất động sản, thì nhiều chuyên gia cũng đã khuyên các doanh nghiệp nên định hướng phát triển theo hình thức niêm yết trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, trên thực tế thì có nhiều doanh nghiệp dù đã niêm yết thành công thì cũng gặp không ít khó khăn để tìm nguồn lực tài chính cho mình. Để tìm hiểu rõ hơn những khó khăn này, xin mời quý vị cùng theo dõi phần trao đổi ngay sau đây. Rất cảm ơn bà đã nhận lời trao đổi với chúng tôi. Thưa bà, thì với việc siết chặt nguồn vốn đổ vào bất động sản của các ngân hàng hiện nay, thì nhiều chuyên gia khuyên rằng các doanh nghiệp nên niêm yết trên thị trường chứng khoán để tìm nguồn vốn đầu tư. Như vậy thì bà nghĩ sao về ý kiến này? Mình hiểu là từ đầu năm đến giờ thì mọi người cũng nói về cái việc mà thắt chặt nguồn vốn vào thị trường bất động sản, tín dụng bất động sản, thì cái động cơ của nhà nước là hướng tới một cái nền kinh tế vĩ mô nó ổn định hơn. Thì với cái việc mà thắt chặt này nó sẽ ảnh hưởng tới các cái doanh nghiệp bất động sản ở một mức độ nào đó thì nó tùy vào quy mô của các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì để các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thì cần phải có thời gian dài, và dù đã niêm yết thì cũng có không ít những doanh nghiệp gặp khó khăn trong cái việc mà huy động vốn. Như vậy thì ngoài cách huy động vốn qua thị trường chứng khoán thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể huy động vốn qua đâu nữa? Thì đối với các cái doanh nghiệp lớn thì họ tìm tới cái việc là IPO trên thị trường chứng khoán để đa dạng hóa nguồn vốn của họ. Nhưng mà về phía các cái doanh nghiệp nhỏ thì họ có thể gặp những cái khó khăn, tại vì là cần một cái thời gian rất là dài hoặc là cần những cái bước chuẩn bị rất là công phu để có thể IPO trên thị trường chứng khoán. Thì trên thị trường chứng khoán hiện nay của mình là có, nếu mà xét về doanh nghiệp bất động sản thì có hơn là 100 doanh nghiệp bất động sản đã được niêm yết trên thị trường,
và cái tỷ lệ vốn hóa của các doanh nghiệp bất động sản này khoảng là 17% cái tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán cả nước. Và nếu mà mình nhìn trên các cái công ty lớn giống như là Nam Long hay là Đất Xanh thì cái tỷ lệ sở hữu của các công ty nước ngoài hoặc là các cái nhà đầu tư đơn lẻ nước ngoài thì chiếm từ 30-40% cái tỷ lệ sở hữu. Đây là một cái cách mà các cái doanh nghiệp bất động sản lớn họ tìm cách là thứ nhất là tăng cái sự chuyên môn của họ, hoặc là họ muốn tăng cái nguồn vốn đầu tư và giảm thiểu cái rủi ro, đa dạng hóa cái nguồn vốn của mình. Thì nếu mà về phía mà các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc là trung bình mà gặp khó khăn trong cái việc IPO thì vẫn có những cái phương án cho họ. Thì họ có thể là kêu gọi đầu tư. Thì kêu gọi đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài là một cái việc mà rất là phổ biến đối với các công ty bất động sản. Cái mục đích đó là để cho họ có thể học hỏi kinh nghiệm của nhà đầu tư nước ngoài, giải đáp được cái việc là nguồn vốn đầu tư của họ. Theo bà thì các doanh nghiệp hiện nay đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn là những khó khăn gì ạ? Cái việc mà đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài họ đầu tư vào các cái doanh nghiệp trung bình và nhỏ này á, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái quỹ đất mà các công ty bất động sản hiện nay đang nắm. Quỹ đất thứ nhất là phải là sạch nè. Nếu mà không sạch thì phải đa dạng và phải có một hấp dẫn. Thì các xu hướng mà các cái doanh nghiệp trong nước hiện nay mà khi mà họ chào cái quỹ đất của họ cho các cái công ty nước ngoài thì họ thường là chào những cái có xu hướng là chào những cái quỹ đất mà khó khăn. Nếu mà dễ thì họ tự làm, còn khó thì họ mới kêu gọi. Thì đây thật sự là một cái sự việc mà nó trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài nó kém hấp dẫn. Mình phải có một cái phương án là khi mình chào, ví dụ như mình chào 3 quỹ đất thì trong đó ít nhất cũng phải có một quỹ đất là nó hấp dẫn chẳng hạn, thì mình mới kêu gọi được đầu tư. Và cái cách mà các nhà đầu tư nước ngoài họ đầu tư vào các cái doanh nghiệp á, nó rất là đa dạng. Có thể là đầu tư dưới dạng là góp vốn hoặc là thành lập công ty cổ phần, rất là đa dạng. Và cái việc mà cái công ty trong nước có thành công trong việc kêu gọi vốn của các nhà đầu tư nước ngoài hay không phụ thuộc vào thứ nhất là về sản phẩm, giống như mình nói là cái quỹ đất là nó phải sạch và đa dạng, hoặc là nó phải cái cơ cấu về cái portfolio của họ nó phải có những xen kẽ kèm theo như vậy. Hai á, là họ phải có một cái đội ngũ, họ phải thành lập được một cái đội ngũ chuyên nghiệp. Ví dụ như là họ phải thành lập một cái đội ngũ mà chuyên về để việc kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài, và phải có một cái đầu mối liên lạc chính cho cái việc đó thôi. Tại vì khi mà các nhà đầu tư nước ngoài họ tìm đến Việt Nam, nhất là những nhà đầu tư mới, thì họ thấy nó như là vô vàn vô bể. Và nếu mà cứ mỗi lần họ quay lại, họ muốn tìm kiếm hoặc là họ muốn trao đổi thông tin thì phải liên hệ với những cái phòng ban khác nhau, thì như vậy nó kém chuyên nghiệp. Đó là về sản phẩm, rồi về nhân sự, và thứ ba là về giá. Thì các cái nhà đầu tư trong nước của mình á, có xu hướng là mình chào cái giá cao quá, nó không có đúng so với thực tế. Thì cái việc này nó cũng khó khăn để dẫn tới những cái hợp đồng mà nó được khả thi. Cảm ơn những thông tin chia sẻ vừa rồi của bà. Thưa quý vị, trong phần trao đổi với chuyên gia chứng khoán ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với anh Trương Hiền Phương, là giám đốc của công ty chứng khoán KIS Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa anh, là trong tháng 8 vừa qua thì chúng ta thấy là chỉ số VN Index của chúng ta đã trong cái xu thế tăng và dần hướng về cái mốc 1.000 điểm. Tuy nhiên thì thanh khoản trên thị trường lại sụt giảm. Vậy thì điều này nó đang thể hiện cái điều gì ở thị trường? Có phải là các nhà đầu tư họ đang nghi ngờ hay không ạ? Về nghi ngờ thì cũng có một phần đúng. Tuy nhiên nó sẽ có một cái ý nó hơi khác. Ví dụ thường chúng ta hay có cái khái niệm là thị trường tăng trong nghi ngờ, có nghĩa là bắt đầu thị trường có những cái thông tin tích cực nào đó và nó đã bắt đầu nó dần dần nó tăng điểm lên. Trong khi đó thì nhà đầu tư họ vẫn còn chưa mấy tin vào cái điều đó, hay là họ chưa có thể nhận ra được điều đó, cho nên họ cứ vẫn còn hay giữ thái độ quan sát, mà trong khi thị trường thì vẫn tiếp tục tăng. Và cái thuật ngữ đó thì trong ngành chứng khoán họ hay dùng. Tuy nhiên ở bối cảnh của thời điểm hiện nay thì tôi lại thấy cái việc nghi ngờ đó nó lại không trong cái việc ở cái khuynh hướng tích cực nữa, mà nó lại có cái khuynh hướng chuyển ra, nó hơi có cái vẻ như nó theo cái hướng là nghi ngờ có vẻ như tiêu cực.
Nghĩa là sao? Nghĩa là thời điểm vừa qua thì chúng ta cũng chứng kiến thị trường cũng đã tăng điểm khoảng gần một tháng, và cũng một số các mã cổ phiếu nó cũng đã tăng từ 5-15% tùy vào mỗi mã. Do đó cái việc tăng điểm nó cũng đã diễn ra rồi. Tuy nhiên thì bên cạnh cái việc tăng điểm thì chúng ta thấy là thanh khoản không được cải thiện bao nhiêu, và trong cái việc tăng điểm đó thì thị trường vẫn đang nằm trong cái vùng thông tin là xấu và thông tin tốt đang xen lẫn nhau. Mà cái thực tế mà nói thì cái thông tin tiêu cực nó có vẻ nó nhiều hơn, nó chiếm cái số ảnh hưởng nhiều hơn. Tuy nhiên thị trường vẫn tiếp tục tăng, dẫn đến là nhà đầu tư đến thời điểm này thì họ bắt đầu họ thực sự họ e ngại, là họ không biết liệu cái việc tăng này nó có thực sự thuyết phục hay không, và nó có thực sự là vững, bền vững hay không, hay nó chỉ là một trong những cái đợt sóng hồi ngắn hạn. Và cái điều mà chúng ta thấy rõ nhất là các nhà đầu tư đã bắt đầu băn khoăn nhiều hơn, đó là cái việc cái thanh khoản nó đã bắt đầu sụt giảm. Vì nguyên lý này, nếu mà thị trường tăng thì khởi điểm nhà đầu tư họ có thể họ nghi ngờ, họ không tham gia. Nhưng mà khi họ đã cảm thấy thị trường tiếp tục tăng điểm, giá cổ phiếu tiếp tục tăng tốt, thì cái sự cộng hưởng nó sẽ tăng nhiều lên, nhà đầu tư họ sẽ tham gia nhiều hơn. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta thấy là cái thanh khoản nó không những nó không tăng lên mà nó lại có khuynh hướng giảm đi, chứng tỏ là nhà đầu tư đã bắt đầu nghi ngại theo cái khuynh hướng tiêu cực nhiều hơn, và họ đã bắt đầu chọn cái giải pháp họ rút dần ra. Và vì vậy, trở lại với câu hỏi của Thu Hiền, thì tôi nghĩ là thị trường hiện nay đã bắt đầu có những cái dấu hiệu cho thấy là cái khả năng nó sẽ chững lại dần, và cái sự tham gia của nhà đầu tư đối với thị trường có vẻ như nó bắt đầu có sự chọn lọc, và nó có bắt đầu có cái khuynh hướng là gọi là cẩn trọng nhiều hơn. Và chúng ta thấy là cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thì luôn đóng cái vai trò dẫn dắt thị trường. Vậy thì theo anh là trong thời gian tới nhóm này có tiếp tục cái vai trò này hay không? Tôi thì tôi vẫn tin nhóm ngân hàng sẽ là một trong những nhóm ngành chủ lực nhất để dẫn dắt sóng tăng của thị trường trong thời gian sắp tới. Vì chúng ta cũng biết là cái ngành ngân hàng hiện nay đang gọi là trỗi dậy khá là tốt so với những cái thời gian trầm lắng vào những năm trước, và ngành ngân hàng cũng đã có những cái bước tiến vượt bậc về mặt tăng trưởng, về mặt cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh, và họ cũng đã nhận được những cái sự hỗ trợ giúp đỡ từ chính phủ, từ cơ quan quản lý bằng những cái giải pháp là giúp cho ngân hàng gỡ những cái nút thắt khó khăn, hay là giải quyết được cái vấn đề nợ xấu là một trong những cái vấn đề mà đã gây khó khăn cũng như gây trì trệ cho cái ngành ngân hàng trong cái thời gian vừa qua. Vì vậy cái ngành ngân hàng sẽ vẫn tiếp tục là những cái là cái ngành chính thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư và dẫn dắt thị trường trong thời gian tới. Tuy nhiên tôi cũng bên cạnh đó thì tôi cũng lưu ý thêm với nhà đầu tư, đã là cổ phiếu dẫn dắt thì chúng ta cũng phải nhìn luôn cả cái góc độ là dẫn dắt ở chiều đi xuống, chứ nó chỉ không có một chiều đi lên không. Thì khi mà nhà đầu tư thấy cái việc giá cổ phiếu ngành ngân hàng có yếu tố chững lại hay là có cái khuynh hướng đảo chiều giảm xuống, thì cũng nên lưu ý là có thể đó cũng chính là một trong những cái tín hiệu dẫn dắt thị trường có khả năng điều chỉnh trong thời gian sắp tới. Và trong cái tháng 9 này thì các cái quỹ ETF sẽ cơ cấu cái danh mục đầu tư. Vậy thì ở thời điểm hiện tại anh có chia sẻ gì cho các nhà đầu tư về cái diễn biến này không ạ? Về các cái hoạt động của quỹ đầu tư ETF thì sau một khoảng thời gian thì gần như các cái hoạt động của các cái quỹ đầu tư với cái mô hình dạng mở này nó cũng không còn gì là quá đặc biệt đối với các nhà đầu tư. Vì ai cũng hiểu là cái việc các quỹ ETF họ dựa theo cái quyết định đầu tư của các cái nhà đầu tư ở chính quốc, do đó là cái việc mà họ bán cổ phiếu này họ mua cổ phiếu khác là chuyện rất là bình thường, hay là thậm chí họ giảm bớt cái tỷ trọng cổ phiếu để họ quy đổi ra tiền mặt để cho nhà đầu tư chính quốc họ rút bớt tiền về, cũng là một cái việc rất là bình thường. Cho nên là vì sau đó thì có những nhà đầu tư mới tham gia thì họ lại giải ngân và họ mua ròng trở lại ngay lập tức. Cho nên về quan điểm cá nhân của tôi thì các cái hoạt động của ETF nó sẽ không có tác động quá nhiều đến tổng quan của thị trường.
vì nó cũng chỉ gói gọn trong một vài mã cổ phiếu. Thường tôi thấy các cái hoạt động review danh mục của ETF, cho dù là với cái lý do tái cơ cấu danh mục hoặc là để thu tiền về, thì nó cũng chỉ dao động quanh quanh ở cái ngưỡng khoảng 5 cổ phiếu, và cũng không phải là toàn bộ những cái cổ phiếu mà dẫn dắt thị trường. Và do đó tôi nghĩ là cũng thời gian gần đây thì gần như các nhà đầu tư họ không còn quan tâm nhiều đến cái hoạt động của ETF. Có chăng nó chỉ là những cái mà thông tin mang tính tham khảo, và nếu mà nhà đầu tư nào họ có đầu tư đang hoặc là đang nắm giữ hoặc là có ý định đầu tư vào cái cổ phiếu mà cái quỹ ETF có dự định mua vào hoặc bán ra, thì họ sẽ quan tâm nhiều hơn chút để họ có cái hành động cho nó hợp lý, để tránh bị thiệt hại hoặc là có thể tận dụng được những cái ưu thế nào đó mang tính nhất định. Còn lại thì các cái hoạt động đó nó cũng không ảnh hưởng nhiều, ngay cả về mặt tâm lý nó cũng không ảnh hưởng nhiều đối với toàn bộ nhà đầu tư trên thị trường. Và chúng ta đang ở cái giai đoạn đầu tiên của tháng 9, thì anh có cái đánh giá hay cái nhận xét gì dự kiến cái thị trường chứng khoán của chúng ta diễn biến trong tháng 9 hay không ạ? Tôi nghĩ về cho tháng 9 thì tôi, cá nhân tôi thì tôi tin là thị trường nó sẽ có những cái yếu tố tích cực hơn. Tích cực hơn ở chỗ là thứ nhất, về cái thời gian vừa qua thì chúng ta đang chịu sự tác động cũng như về mặt tâm lý, cũng như là nó đang có những cái dấu hiệu thẩm thấu về mặt nền kinh tế bởi cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên thì cái vấn đề đó nó cũng đã xảy ra rồi và nó đang tiếp diễn, thì cái luồng thông tin nó cũng không còn gì là quá mới. Mà chúng ta cũng biết là thị trường chứng khoán là luôn luôn dựa vào các cái thông tin là chính, dẫn đến là cái việc mà cái thông tin tiêu cực đó thì nhà đầu tư họ đã hấp thụ từ trước khi nó xảy ra, và nó cũng đã tác động đến cái giá cổ phiếu cũng như cái điểm index là chúng ta thấy giảm trong thời gian vừa qua. Cho nên là cái yếu tố bất ngờ cũng như cái yếu tố mà gây sốc cho nhà đầu tư nó không còn cao nữa. Thì vì vậy cái thông tin này tuy nó vẫn còn là tiêu cực nhưng nó không còn tác động quá nhiều. Yếu tố thứ hai nữa là về cái văn hóa kinh doanh của Việt Nam, thì chúng ta cũng biết cái tháng 7 âm lịch thường là các cái hoạt động kinh doanh nó không có được đẩy mạnh, ngay cả với tất cả các ngành nghề. Thì hiện nay chúng ta đã sắp bước qua khỏi cái tháng 7 âm lịch, thì tôi tin là các cái hoạt động kinh doanh nói chung cũng như các cái hoạt động đầu tư của nhà đầu tư sẽ sớm quay trở lại. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái thông tin tích cực đang chờ đón phía trước. Đó là thứ nhất, các cái chỉ số về các cái hoạt động kinh doanh hoặc là các cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam cũng đang khá là tốt. Ví dụ như GDP là có cái tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các cái thời kỳ, cũng như là lãi suất cũng tương đối là ổn định, tỷ giá thì cũng đã được kiểm soát một cách rất là tốt, mặc dù cái thời gian vừa qua nó hơi khó khăn. Bên cạnh đó thì cái báo cáo tài chính quý 3 cũng sắp sửa được chốt, và thường là cái chúng ta cũng biết là cái báo cáo tài chính quý 3 lúc nào nó cũng kết quả kinh doanh nó cũng đẹp hơn cái báo cáo tài chính quý 2 và quý 1. Thì với những cái thông tin tích cực nó có vẻ như nó chiếm nhiều hơn so với cái thông tin tiêu cực, thì tôi nghĩ rằng cái thời gian sắp tới thì cái điểm index cũng như cái giá cổ phiếu thì nó sẽ có cái khuynh hướng nó tăng tốt hơn trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên cái việc tăng này nó vẫn bị kìm lại bởi cái thông tin chưa được tiêu cực giữa cái cuộc chiến tranh thương mại Trung và Mỹ. Thì cái tháng 9 nó sẽ diễn ra theo cái khuynh hướng tăng giảm đan xen, chứ nó không tạo thành một xác lập hẳn một cái xu thế là uptrend. Thường này cùng kỳ ở các năm trước thì từ tháng 9 trở đi thì thường là xác lập một cái xu thế tăng. Còn năm nay thì tôi nghĩ là tôi có một chút thận trọng, và tôi nghĩ là cái khả năng tăng giảm đan xen là cao, nhưng mà cái khuynh hướng điểm cũng như giá nó sẽ tốt hơn cái giai đoạn vừa qua. Vâng, xin cảm ơn những thông tin anh vừa chia sẻ. Hy vọng rằng là với các thông tin này thì quý nhà đầu tư của chúng ta có thể cân nhắc để đầu tư thành công trên thị trường. Và thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trao đổi ngắn với anh Trương Hiền Phương là giám đốc công ty chứng khoán KIS Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây thì thời lượng của bản tin 24/7 trên kênh FBNC cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.